Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin cấm khẩu trang Hồng Kông vẫn xuống đường, thêm dẫn độ Hà Nội ngầm đi đêm. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến trên mạng truyền thông trong nước và quốc tế đã liên tục đăng tải hình ảnh đó là những người dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình chống lại luật dẫn độ và những nền dân chủ cần phải được duy trì tại Hồng Kông. Và diễn biến mới nhất tại Hồng Kông cho thấy lệnh cấm đeo khẩu trang làm tăng người xuống đường tham gia biểu tình trong ngày hôm nay. Và hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ với các bạn đã được đăng tải trên một số trang truyền thông quốc tế đưa tin rằng Hồng Kông cấm đeo khẩu trang làm tăng xuống đường. Hàng ngàn người phản đối chống chính phủ đổ ra đường biểu tình ở Hồng Kông mặc dù trời mưa như chút nước. Tiếp sau một lệnh cấm đeo khẩu trang do chính quyền ban hành được cho là gây ra thêm phần phản đối. Và đây là hình ảnh để lại gần thì các bạn thấy rất rõ là cảnh sát thực hiện các vụ bắt giữ mới vào lúc giữa biểu tình đang đi vào hỗn loạn. Và đây là hình ảnh những cô gái Hồng Kông đã bị cảnh sát xích tay ngày hôm nay. Và bức xúc trước sự cấm đoán này, bạo loạn đã nổ ra ở một số nơi và các cuộc tấn công mới vào các doanh nghiệp và cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và dùi cui để trấn áp biểu tình. Và đây là hình ảnh mới nhất được tờ báo tại Hồng Kông đăng tải trên trang của mình. Đó là việc hình ảnh cảnh sát xịt hơi cay vào người biểu tình Hồng Kông. Và nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ là cảnh sát đang xịt cái bình chuyên dụng của họ vào chúng người cô này và đồng thời đi bắt giữ thêm những người như vậy khi biểu tình. Và nhiều người biểu tình che mặt bất chấp lệnh cấm sử dụng khẩu trang được tòa án tối cao phê chuẩn vào hôm Chủ nhật. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem. Đây, việc cảnh sát sử dụng đạn thật bắn vào người biểu tình trong tuần này khiến hai người bị thương cũng gây ra thêm tình trạng bất ổn. Trước đặc khu trưởng đặc khu hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hay viết tiếng Anh gọi là KD Lâm, đưa ra lệnh cấm bằng cách viện dẫn những quyền lực có từ thời thực dân Anh Quốc. Người biểu tình lo ngại rằng các quyền dân chủ đang bị xói mòn trên vùng lãnh thổ bán tự trị dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và đây là ảnh người biểu tình châm lửa khi phản đối ở quận Van Chan. Và các bạn thấy rất rõ là những cái thùng rác và những cái vật liệu nó cháy đã được vứt ra giữa đường do những người biểu tình đã đốt. Và các bến tàu điện ngầm đã bị tấn công vào hôm thứ Sáu, ngày 5 tháng 10, 2019, nhưng sau đó đã được nối lại hoạt động lại một phần. Và các cửa hàng thì sớm đóng cửa hoặc không mở cửa để đề phòng rắc rối xảy ra. Và hình ảnh tiếp tục được đưa lên truyền thông quốc tế đã cho chúng ta thấy ngày hôm nay là người biểu tình chặn đường ở các khu vực Van Chai, Admiral Sanpoy, Prinvest, ném bom xăng và lại phá hoại nhiều cửa hàng mà họ cho là có tin là có liên hệ với Trung Quốc đại lục, theo báo Zhuang China Morning Post. Những người lao động cũng đã đột nhập vào các văn phòng chính quyền địa phương ở các khu vực Sam Vang. Vòi rồng đã có thể được thấy triển khai vào lúc cảnh sát đối phó với những người gây bạo loạn và tiến hành bắt giữ họ. Nhiều người xuống đường tham gia các cuộc phản đối mới đông hơn so với thứ Bảy ngày 5 tháng 10 khi một cuộc tuần hành phản đối nhỏ diễn ra sau một cuộc bạo loạn vào hôm thứ Sáu. Và đây là hình ảnh mới nhất của ngày hôm nay là nhiều người đã đeo mặt nạ tiếp tục biểu tình tại Hồng Kông. Và các bạn có thể tham khảo ở trên một số trang truyền thông quốc tế đang đăng tải về điều này. Và trước tình hình căng thẳng do các cuộc biểu tình gây ra, bà Carrie Lam, đặc khu trưởng Hồng Kông đã nói như sau. Bà Lâm cam kết vào hôm thứ Bảy ngày 5 tháng 10, tức là hôm qua, sẽ ngăn chặn bạo lực hơn nữa và nói rằng chúng ta không thể cho phép những kẻ nổi loạn phá hủy Hồng Kông quý giá của chúng ta. Bà bảo vệ cho đạo luật cấm đeo khẩu trang, mặt nạ, che mặt nhằm đối phó bạo lực cực đoan, điều mà như bà nói đang gây nguy hiểm cho an ninh công cộng tại Hồng Kông. Và đây hình ảnh của bà Carrie Lam, đặc khu trưởng của Hồng Kông trong thời gian vừa qua, đã rất vất vả để có thể duy trì được an ninh trật tự ở khu vực này. Và đây là tiếp tục các bạn có thể xem những hình ảnh tiếp theo ngày hôm nay đã được đăng tải và chia sẻ ở một số báo quốc tế. Là người biểu tình đập phá văn phòng chính quyền địa phương ở khu vực Changsha. Tôi không chắc chắn tôi sẽ còn phải chiến đấu bao nhiêu lâu nữa để cho tự do. Đấy là chia sẻ của Chân, 18 tuổi, đeo mặt nạ khi nói chuyện với một phóng viên trên đoạn đường ở phố Raynon của thành phố. Tôi cũng nghĩ nó sẽ có tác động lớn đến lập trường của chính phủ, nhưng tôi hy vọng
chúng tôi sẽ thu hút được sự chú ý của quốc tế và cho thế giới thấy rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận luật lệ xấu xa này. Phung, người biểu tình 19 tuổi nói thêm, tôi không có nhiều niềm tin vào cuộc biểu tình vì chính phủ đã phớt lờ về yêu cầu của chúng tôi cả ngay khi hàng triệu người xuống đường. Và đây là chia sẻ của những cái người đi biểu tình. Và hình ảnh các bạn có thể thấy ngày hôm nay là những cái mảng cửa kính đã bị vỡ và người biểu tình phá cả những cái khu văn phòng của chính quyền. Và cũng hôm nay một thách thức pháp lý thứ hai đối với lệnh cấm khẩu trang do các nhà lập pháp đối lập đưa ra đã bị tòa án tối cao bác bỏ. Các nhà lập pháp này đã lập luận rằng lệnh cấm là vi hiến vì nó từ chối các quyền biểu đạt và tự do tập hợp và tụ tập. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem của những cái người đã đưa đơn lên kiến nghị ở tòa án tối cao, nhưng tòa án Hồng Kông đã bác bỏ đề nghị này. Tòa án Hồng Kông hôm nay ngày 6 tháng 10 bác bỏ lời đề nghị dùng luật cấm che mặt của các nhà hoạt động dân chủ. Tờ SCMP cho biết phán quyết được đưa ra bởi thẩm phán Văn Hô sau khi luật sư của 24 nhà lập pháp và quan chức chính phủ tranh biện trong tòa án tối cao về luật cấm che mặt được công bố vào thứ 6 ngày 4 tháng 10 dựa trên luật khẩn cấp. Được khởi xướng bởi Dennis Knott, 24 tuổi, chính trị gia đã nộp đơn lên tòa án đề nghị dừng luật cấm che mặt và vào thứ 7 ngày 5 tháng 10 yêu cầu tòa án sơ thẩm xem xét việc ban hành luật cấm che mặt của trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt, Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo đòi vào tối thứ 7, ông Knott nói rằng việc bà Lâm đưa ra luật mà không thông qua Hội đồng Lập pháp Hồng Kông là vi phạm hiến pháp. Ông cũng cảnh cáo rằng các trưởng đặc khu có thể được đưa ra nhiều lệnh cấm hơn nữa dựa trên luật khẩn cấp nếu vụ việc áp dụng này không được dừng lại. Trong khi chính phủ lập luận rằng các nhà lập pháp cuối cùng sẽ xem xét lại luật này, ông Know nói rằng điều đó sẽ chỉ được thực hiện sau khi Hội đồng Lập pháp tiếp tục xem xét vào ngày 16 tháng 10 tới. Mặc dù vậy, ông nói các nhà lập pháp sẽ không có quyền bãi bỏ luật này. Các nhà ủng hộ dân chủ cho rằng sắc lệnh đã vi phạm luật cơ bản, trong đó quy định rằng Hội đồng Lập pháp Hồng Kông là cơ quan ban hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ luật, còn chính phủ chỉ là cơ quan hành pháp có quyền soạn thảo và đệ trình các dự luật. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ là các nhà hoạt động dân chủ nộp đơn thách thức lệnh cấm che mặt của chính phủ. Những cuộc biểu tình tương tự như vậy thì các bạn cũng đã nhớ lại tại Việt Nam đã từng xảy ra vào tháng 6 năm 2018 chống lại dự luật đặc khu, và hình ảnh mà chúng ta vẫn có thể xem được trên rất nhiều phương tiện truyền thông ở quốc tế ghi lại là biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 6 năm 2018 phản đối luật đặc khu. Lần đầu tiên sau 43 năm có một sự kiện chính trị quần chúng chấn động toàn quốc. Sài Gòn, Bình Định, Mỹ Tho, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội, Nghệ An, Hải Dương và nhiều thành phố khác đều đồng loạt cất vang không Trung Quốc, không đặc khu, an ninh mạng bịt miệng dân. Đây mới thật sự là ngày thống nhất đất nước và ngày mà người dân thực sự được giải phóng bằng sự giải phóng chính mình khỏi nỗi sợ hãi, chế ngự bám chặt trong trí não hàng chục năm nay. Đây cũng là ngày mà chế độ phải sừng sốt trước nước hô vang, đào đào bọn bán nước, đào đào bọn cộng sản bán nước, đào đào Việt gian. Lần đầu tiên, người dân đã đàng hoàng và đầy dũng khí gọi đích danh những kẻ lắp giáp tâm, luồn cúi ngoại bang và manh nha đưa voi về giày mà tổ. Đây sẽ là ngày mà chế độ đã nhận ra sự thực tế, họ bị mất niềm tin như thế nào. Họ cũng thừa nhận một thách thức và họ vĩnh viễn không bao giờ đạt được bán nước, không thể dễ chút nào. Xin cảm ơn tất cả các bác, anh, các chị đã xuống đường ngày hôm nay. Xin cảm ơn những giọt mồ hôi và cả máu đã đổ xuống ngày hôm nay. Xin nghiêng mình cảm ơn tất cả. Đây là chia sẻ của ông Mạnh Kim tại Việt Nam vào thời điểm đó là ngày 10 tháng 6 năm 2018 trước cuộc biểu tình rất lớn rầm rộ trong cả nước. Và mặc dù Hiến pháp Việt Nam cũng quy định tại điều 25 mọi công dân đều có quyền tự do biểu tình, nhưng cho đến nay thể chế chủ nghĩa cộng sản này vẫn chưa thể hiện ra một cái luật để có người dân có thể bày tỏ chính kiến của mình một cách hoàn toàn hợp pháp, dẫn đến các bức xúc trong xã hội ngày càng tăng cao, tham nhũng tràn lan từ xã, huyện, tỉnh đến tận trung ương. Và điều mà các bạn cũng đã thấy trong thời gian vừa qua rất nghiêm trọng đã xảy ra. Và điều sai lầm hơn nữa là gần đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngầm ký hiệp ước dẫn độ giữa Việt Nam và Trung Quốc mà chỉ được loan báo tại Bắc Kinh hôm 26 tháng 8, không hề thông tin cho người dân được biết, cũng như Quốc hội Việt Nam chưa đưa ra thảo luận. Điều đó sẽ dẫn đến nguy hiểm rất lớn cho người dân Việt Nam trong thời gian tới.
và hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên báo chí quốc tế đã đăng tải về việc này và truyền thông nhà nước chưa đưa, đó là Trung Quốc phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Việt Nam. Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua một hiệp ước dẫn độ với Việt Nam, trong khi dự luật dẫn độ với nước này, với Hồng Kông, đang bị nhiều người trên thế giới phản đối, gồm cả những người biểu tình. Đây là hình ảnh tại Sydney, Úc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc vừa phê chuẩn một hiệp ước dẫn độ với Việt Nam được ký kết từ những năm 2015, theo hãng thông tin Xinhua của nhà nước Trung Quốc loan tả. Cơ quan lập pháp hàng đầu của Bắc Kinh đưa ra quyết định hôm 26 tháng 8 khi phê chuẩn hiệp ước gồm 22 điều khoản, trong đó có nói các vấn đề như nghĩa vụ dẫn độ, tội phạm đủ điều kiện dẫn độ, quy định từ chối dẫn độ và giải quyết tranh chấp. China Daily cuối tuần vừa qua cũng cho biết Trung Quốc đã mở rộng hợp tác pháp lý quốc tế bằng việc thông qua các hiệp ước dẫn độ với hai nước gồm Việt Nam và Sri Lanka. Tại buổi họp kết thúc của phiên họp thứ 5, 5 ngày của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nhân dân Trung Quốc đã lan tải điều này. Theo Xinhua, hãng truyền thông Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu thảo luận về hiệp ước dẫn độ từ tháng 10 năm 2013 và hai quốc gia cộng sản láng giềng đã ký hiệp định này vào ngày 7 tháng 4 năm 2015 tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, hiệp định này chưa có hiệu lực. Theo luật của Trung Quốc, được China Daily trích dẫn, việc các nhà lập pháp hàng đầu ở Bắc Kinh thông qua sẽ làm cho hiệp ước dẫn độ đối với Việt Nam bắt đầu có hiệu lực. Vâng, thưa các bạn, đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ là việc chính quyền của Hà Nội và Bắc Kinh đã có những cái đi đêm với nhau để ký những hiệp ước dẫn độ như thế này mà không hề được thông báo cho người dân Việt Nam cũng như thông qua quốc hội. Và điều đó sẽ làm cho rất nhiều người Việt Nam tới đây sẽ gặp rất nguy hiểm khi có thể bị Trung Quốc dẫn độ đưa về xét xử một cách không công bằng. Và tất nhiên, để tránh bùng nổ các mâu thuẫn xã hội, tốt nhất Việt Nam nên từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội và đã lỗi thời và đầy khiếm khuyết, gia nhập thể chế dân chủ đem đến tự do cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Đa số họ mong muốn như vậy và xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp này. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 6 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết thông tin để chúng tôi có thể phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chúc các bạn một ngày mới an lành. Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.